Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên trang Apple Sun Studio. Và trên bàn làm việc của mình đây là chiếc iPhone XR phiên bản zin nguyên bản. Và bên tay phải của mình đây cũng là một chiếc iPhone XR, nhưng nó đã được độ lên chiếc iPhone 13 Pro. Và câu hỏi nhận được gần đây đến từ các bạn cho mình ấy, đó chính là chiếc iPhone XR đang là chiếc iPhone được rất nhiều người lựa chọn bởi vì khả năng độ lên của nó rất dễ. Như trên tay của mình đây là chiếc 13 Pro phiên bản 256GB, mức giá rất là rẻ. Vậy thì ưu và nhược điểm khi mà chúng ta lựa chọn iPhone XR độ lên là gì? Người dùng chúng ta nên lựa chọn hàng zin nguyên bản hay sẽ lựa chọn những cái máy đã độ lên? Thì hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau phần intro. Thực sự nhu cầu độ vỏ của chiếc iPhone ấy thì nó không phải là xuất hiện gần đây, nó đã xuất hiện cách đây khá là lâu rồi. Và lý do ấy thì đó chính là nhờ vào việc là chúng ta chỉ cần thay đổi vỏ thôi, giúp cho người dùng chúng ta có một diện mạo mới. Cái việc này thì nó đã xuất hiện từ những chiếc iPhone 5 độ lên iPhone SE này, iPhone 6 độ lên iPhone 6S, hay là iPhone 6 độ lên cả iPhone 7, iPhone 8 một cách rất dễ dàng, bởi vì Apple đã làm điều đó. Họ không thay đổi ngôn ngữ thiết kế quá nhiều, dẫn đến là việc chúng ta hoàn toàn có thể đổi cái vỏ thôi, nhưng mà mang lại cho chúng ta những cái lợi thế về phần diện mạo mới. Và cũng chính vì lý do đó khiến cho những chiếc iPhone XR ở thời điểm tại là chiếc iPhone được độ nhiều nhất. Tại vì sao? Chiếc iPhone XR của chúng ta ở đây nó sẽ chỉ có một camera, trong khi những chiếc iPhone đời mới của chúng ta tối thiểu là 2, không thì chúng ta sẽ có 3 camera. Như chiếc iPhone mình đang độ ở đây ấy, thì sẽ là phiên bản độ lên 3 cam. Và khi mà chúng ta độ lên 3 cam ấy, thì 2 camera còn lại là 2 camera fake, nó không có chức năng gì cả. Nên là cái việc mà có một camera này rất lợi thế. Thay vì đến nếu như bạn lựa chọn iPhone 11 để độ lên cam ấy, thì cái camera thứ 2 của nó sẽ rất gần so với camera thứ 1. Nên là khi mà chúng ta độ lên ấy, thế cái phạm vi của 3 camera này nó sẽ gần lại, nhìn nó hơi thô. Trong khi đấy nếu như bạn lựa chọn cái phiên bản iPhone XR này một cam, nên là hai camera còn lại nó được để tùy ý, nên là nó nhìn nó rất giống so với một chiếc iPhone 13 Pro, thậm chí là 14 Pro cũng tương tự như vậy mà thôi. Vậy thì câu hỏi bây giờ mà các bạn phải đặt ra đó chính là cái việc độ này nó có ảnh hưởng gì hay không? Thì câu trả lời rất đơn giản, đó chính là chúng ta sẽ tùy thuộc vào nơi độ và cách thức độ. Có rất nhiều người có nhiều phương án khác nhau để độ. Ví dụ các bạn lựa chọn iPhone XR hàng đẹp như này, lung linh như này, các bạn về độ thì sẽ rất phí. Đa phần nếu như các bạn độ lên ý, thì các bạn sẽ lựa chọn những chiếc máy hàng xấu, hàng xước, hoặc là ở bên trong nó có cái lỗi gì đấy. Ví dụ thay hỏng pin rồi, các bạn nhân cái tiện là thay pin thì các bạn độ luôn vỏ luôn, thay điều diện mạo luôn. Thì đấy là những cái chiếc máy mà nên độ. Còn những chiếc máy mà các bạn mua hàng zin nguyên bản như này ý, đẹp như này rồi, thì mình thấy rằng các bạn không nên độ, nó quá là phí, trong khi cái vỏ của nó quá đẹp. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những chiếc máy mà nó ngoại hình nó xấu, nó cấn, nó móp, nó thậm chí là vỡ hết cả lưng rồi, đặc biệt là vỡ luôn cả mặt trước thì càng tốt. Tại vì sao? Các bạn nhìn ở đây, mình đang có chiếc iPhone 13 Pro và mặt kính của nó mặt kính phẳng. Các bạn nhìn ở đây, iPhone XR mặt kính nó sẽ là cong. Chính vì vậy khi mà các bạn muốn độ lên iPhone 13 Pro, 14 Pro mà cái dạng mà nó phẳng như này ấy, thì bắt buộc cái mặt kính này của chúng ta sẽ phải độ lại. Tức là lúc đấy ấy, thì các kỹ thuật sẽ phải là mở cái mặt kính này lên và thay nó ép vào một mặt kính khác nó dạng phẳng như này, nên là các bạn nhìn thấy ạ, nó rất là khít. Tất nhiên không thể khít bằng hàng zin được, nhưng nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác nhìn rất giống so với một chiếc iPhone 13 Pro. Vốn dĩ chiếc iPhone XR các bạn bỏ ra số tiền ở thời điểm tại rất là rẻ. Các bạn có thể truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả đến với chuỗi cửa hàng của Sun Store. Thì các bạn sẽ thấy rằng là phiên bản bảo hành 7 ngày ấy, thì loanh quanh chỉ 5 triệu, hơn 5 triệu thôi. Còn phiên bản bảo hành 6 tháng thì cũng chỉ gần 6 triệu. Thì tất nhiên nếu như các bạn ưu tiên cái phương án là độ vỏ, các bạn lựa chọn cho mình cái phiên bản hàng xước, cấn, móp, thậm chí là nếu như bạn mà muốn lấy hàng vỡ ấy, mức giá còn rẻ hơn so với trên web rất là nhiều nữa.
chỉ loanh quanh hơn 4 triệu thôi. Đấy là các bạn, sau đó các bạn độ lên này. Thì việc độ lên như này chúng ta mất những gì? Thứ nhất là mất tiền. Cái này, điều này là điều đương nhiên rồi. Cái thứ mà chúng ta phải bỏ ra để độ từ vỏ XR lên 13 Pro nó sẽ rơi khoảng độ 1,5 triệu. Đó, tức là nếu như các bạn mua một chiếc iPhone XR mức giá khoảng 4 triệu thì các bạn lúc độ lên thành sẽ là 5,5 triệu. Chưa kể đến nếu như bạn lựa chọn những cái máy mà viên pin nó thấp thì các bạn sẽ mất thêm vào khoảng độ 300-500 nghìn đồng nữa để thay pin nữa. Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ rơi vào khoảng độ 6 triệu. Tức là chiếc iPhone XR phiên bản 64GB sẽ loanh quanh 6 triệu đồng. Thứ hai, đó chính là mất zin. À, cái chữ zin ở đây thì nó sẽ hiểu theo dạng là máy phải bung hết linh kiện ra và đảo sang một cái vỏ khác. Hoặc là hiểu theo cách nữa, đó chính là màn hình mất zin, chúng ta phải ép lại kính. Còn hầu hết tất cả linh kiện bên trong của chúng ta sẽ không bị thay thế. Đấy, các bạn chỉ cần bê từ cái chiếc iPhone XR này gắn sang chiếc iPhone 13 Pro, 14 Pro, thế là xong, chứ không phải thêm thắt quá nhiều thứ. Đặc biệt là nhá, đây các bạn để ý là chiếc iPhone XR ở đây ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái đèn flash của nó, của chúng ta sẽ ở phía dưới. Nhưng mà với chiếc 13 Pro, đèn flash bên trên. Vậy thì chúng ta sẽ phải cần một cái cáp để chuyển đổi vị trí của nó từ phía bên dưới này điều chuyển lên trên. Đó, tức là chúng ta sẽ phải mất thêm một cái sợi đấy nữa. Thì cái sợi đấy thì mình nhớ không nhầm chỉ vài trăm nghìn đồng thôi. Thì chúng ta làm được điều đó. Tự chung ấy thì có thể thấy rằng là việc đổi giữa iPhone XR này và lên chiếc iPhone 13 Pro ấy, thì chúng ta sẽ mất tiền. Thứ hai, mất zin. Thứ ba, mình sẽ chia sẻ đến bạn cái mất nữa, đó chính là mất giá. Thì với nhiều người ấy, khi mà bạn bán chiếc iPhone 13 Pro độ như này thì sẽ mức giá của nó sẽ không được như là cũ. Ví dụ nhá, iPhone XR này nhá, máy đẹp lung linh như mới này nhá, rồi thì pin cao các thứ, các bạn có thể bán được vào khoảng là 5,5 đến 6 triệu. Nhưng cũng là chiếc iPhone 13 Pro các bạn độ lên ấy, thì các bạn chỉ bán được tầm 5 triệu thôi. Tức là cái vỏ của các bạn ấy nó sẽ không được tính zin theo cái mức mà các bạn bỏ ra đâu. Bạn bỏ ra 1,5 triệu nhưng mà thậm chí là cái người mua đằng sau ấy họ cũng chỉ trả 500 hoặc là 700 nghìn thôi. Đấy, tức là cái độ mất giá của nó, độ giữ giá của nó không bằng được cái vỏ zin. Và nhiều người sẽ không thích cái vỏ này. Và người ta sẽ thấy rằng là có thể bên trong các ông đã thay thế những cái linh kiện khác. Nhưng mà thực tế ra có thể là bạn bên trong không thay thế gì. Nhưng người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng là bạn cái máy này là gọi là thay thế rồi, sửa chữa các thứ rồi, nên là giá không được như cái hàng nguyên bản. Vậy thì người dùng chúng ta có nên độ hay không? Câu trả lời của mình nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu. Thứ nhất, những người nào thì nên độ? Những người dùng mà đang sử dụng iPhone XR mà nó bị vỡ lưng, nó bị vỡ mặt kính trước, rồi thì vỏ xấu các thứ, thay vì các bạn bây giờ thay vỏ này, ép kính các thứ, các bạn cũng mất số tiền gần 1 triệu rồi, thì các bạn thêm 500 nghìn nữa, các bạn đổi sang cái vỏ 13 Pro này, nó sẽ tối ưu cho chúng ta hơn. Thứ hai, bạn cần một cái diện mạo mới, cụ thể ở đây đó chính là sang trọng hơn. Các bạn cầm một chiếc iPhone XR như thế này nhưng mà ở diện mạo 13 Pro, 14 Pro nó có sang hơn không ạ? Sang hơn rất nhiều, chắc chắn là sang hơn rất nhiều. Nên là đây cũng là lý do khiến cho rất nhiều anh em lựa chọn. Với một số tiền bỏ ra, anh em bỏ ra khá là ít nhưng mà có một trải nghiệm của một chiếc điện thoại gọi là sang trọng về phần ngoại hình. Còn những người không nên độ thì sao ạ? Đó chính là các bạn cần ăn chắc mặc bền, các bạn muốn là cái sự zin nhất có thể. Các bạn cứ lựa chọn những cái chiếc máy iPhone hàng zin nguyên bản như này cho mình. Mặc dù là ok, cái ngôn ngữ thiết kế của nó hơi nhàm chán, nó hơi quê mùa, nó không còn hiện đại các thứ, nhưng nó là hàng zin, nó không bị động chạm, nó không bị thay thế các linh kiện từ chỗ nọ sang chỗ kia. Vậy thì các bạn thích iPhone XR là ở dạng iPhone XR hay sẽ thích lựa chọn iPhone XR ở dạng độ 13 Pro, 14 Pro? Hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.